ảnh mà chúng ta đang xem là cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, là trưởng ban Caritas của giáo phận Thanh Hóa. Và hôm nay, với tấm lòng của vị mục tử, cha đến viếng thăm một ông bị liệt hai chân từ nhỏ. Sự việc như thế nào? Mời cộng đoàn cùng đón xem. Chào ông nhé. Ông tên gì ông nhỉ? À, con Bùi Văn Sự. Ông Bùi Văn Sự. Chứ chân của ông bị làm sao? Chân con là bị liệt từ nhỏ. Bị tật từ nhỏ đó. Con không biết ạ, lúc chuyên gia là bị... Tức là nếu mà bình thường lúc khỏe thì ông đi thì đâu có đứng được đâu nhỉ? Không đứng được, con lết bằng hai tay. Cái lết bằng hai tay. Dạ. Tức là có cái ghế nữa đó. Dạ, có cái ghế rồi bắt đầu cứ chống hai tay xuống đất đó rồi là... Con lết thế này cha. Vâng. Con lết thế này. Ừ. Đó. Dạ, con lết thế này. Vâng. Nhưng mà bây giờ nó vướng ra là con vâng. Ừ. Cái này con lết được. Vâng. Cái đó là ba là chú mới mổ ạ. Dạ, đây mới mổ được 3-4 tháng này. Mổ đại tràng lên mà. Vậy thì bây giờ ông bị làm sao mà tại sao mà phải mổ? Con bị tức là vào bác sĩ bảo là bị u đại tràng. U đại tràng. Vậy à? Vâng. Bác sĩ không bóc được, không làm được, cái bác sĩ bảo là phải đưa cái hộp môn nhân tạo ra ngoài. Tức là bây giờ cứ phải đeo cái túi đó. Vâng, phải đeo túi mà hộp môn nhân tạo đó. Xem nó có ổn định được đưa vào hay không, nhưng mà bác sĩ bảo chắc không được. Nên là có thể phải để thế này. Vâng. Và đi thế này thì con thì không đứng được, cho nên là đi lại nó khó khăn lắm. Vâng. Kể mà đứng được thì nó đỡ, không đứng được cho nên là cứ suốt ngày ngồi ở giường mà nó cũng mệt mỏi lắm. Nói cho đúng là ngồi cả ngày thôi, đúng là cả ngày mà nó bị hết người, muốn nằm thì cũng rất khó. Bởi vì nó vướng thế này là nằm nó khó lắm. Phải tựa như không. Con thế này này, con làm cái lỗ này, tức là con nằm là nằm nghiêng, khi nào nó chảy ra là nó xuống lỗ. Tức là hôm cũng vậy. Tức là cái toilet của mình là toilet ở trên giường luôn á. Nó tự đây thôi mà. Dạ. Nó tự ra chút như vậy. Vâng. Nhiên thế thôi. Vâng. Cho nên là nó cũng khó khăn, con bảo không biết nào, con bảo sống thế này, sống thế nào được đây. Không sao. Thì ông thấy sao, bình thường thì ông tật nguyền từ bé mà bây giờ nó lại thêm cái khó chịu này vô nữa, ung thư đại tràng vô nữa, lại bây giờ lại hậu môn di động nhờ. Đó, cái giường của ông đây là cái nhà vệ sinh di động á. Đây là con làm cái này là cứ hết ngày là bà phải lo để dọn dẹp. Không làm thế này không được, cho nên cứ bảo là tôi bây giờ có muốn ở nhà ngồi chán thì muốn nằm thì nằm có tự nhiên như ngày trước được đâu. Bây giờ nó khó khăn lắm, nằm là đêm ngủ sắp xếp nằm một bè luôn. Cứ nằm một bè luôn như vậy. Thế là con cũng làm các cái này này. Con ngồi con tự tạo, con làm là con muốn chở người sang bên lấy cái này. Con bỏ vào cái này để cho nó chảy qua cái này, nó chảy xuống ra người. Vâng. Nên nó khổ thế này. Rồi. Sắm đồ con để con làm, tự con làm cái túi bóng này thì suốt ngày con đeo để con thay. Vâng. Chứ ông từ đúng là khổ từ bé. Con thì bị mắc bệnh từ bé thì con không biết, được lớn lên thì con cũng biết thế này rồi. Chứ ông thấy cuộc đời của ông làm sao, khổ hay là... Thì con nói mà cho với người khác thì đi ra thì con chắc là người ta cũng có người nhiều người khổ. Nhưng con thấy nhiều hoàn cảnh con thì con khổ thật. Nhưng mà khổ mình bản thân thế, chứ còn bây giờ còn có người phục vụ nữa lại còn phải khổ thêm nữa chứ. Đúng nhá. Vậy. Thì trước đây thì con nó là... lết ra thì con ở nhà thì vợ đi làm thì nói chung là về nhà con cũng còn nấu được miếng cơm. Con lết xuống bếp con cũng nấu được cơm. Vâng. Bây giờ là con chịu, con cứ ngồi đợi ăn thế này. Bà đi làm thì về lại nó nấu nướng cho ăn vậy. Không làm được nữa, không ra vào vì nó cũng mắc cái chỗ này thôi. Vâng. Thì nó không vướng chỗ này thì không vướng cái đó thì ông còn cần lết xuống nấu cơm cho bà được đấy nhỉ. Trước đây thì con cũng làm được. Vâng. Bây giờ thì con chịu. Dạ, con cứ ở trên giường này là cứ thế mà đợi thôi, chứ còn chả làm cái gì, không ra vào thì nó vướng quá. Nhà ông đây là dân tộc Mường chứ nhỉ? Dạ, con là dân tộc Mường. Ông là dân tộc Mường. Đây là người Mường, ông sợ. Vâng. Vậy nguyên cái làng của mình là người Mường, người Mường hả? Dạ, đây là Mường. Rồi bây giờ được cuộc sống của ông từ nhỏ đến giờ là khổ rồi. Bây giờ lại thêm một cái thánh giá nữa, đó là cái bệnh tật ung thư nữa. Thì ông thấy làm sao? Con thì nói cho đúng, bây giờ con cũng không muốn suy nghĩ làm chi nhiều, bởi vì nói cho đúng là
trời, cuộc sống thì từ bé đến giờ nó như vậy rồi. Thôi mình cố gắng chịu thôi. Vâng. Đúng là làm. Vâng. Thôi thì về trên về Chúa ban cho làm sao thì phải chịu thế thôi chứ. Thôi, thôi thì bây giờ cái người mà người ta rất là sướng, sung sướng từ từ bé đến giờ á, bây giờ thì họ bị cái bệnh gì nữa thì cái đó là cái khổ đó nè. Tức là người ta đang quá sung sướng rồi mà bây giờ bệnh tật rồi nữa thì họ mới cảm thấy là họ khổ quá, họ không chịu được. Nhưng mà mình ở đây đúng là khổ từ bé rồi. Bây giờ có khổ thêm một tí nữa thì cũng chả sao, đúng không? Nên lắm bữa con cũng than thở với bà nha con. Bảo thôi bây giờ người ta đi tù người ta khổ, nên nó khổ thế mà nó có khổ giống mình đây không? Nó khổ là khổ thế nào? Ăn không nói không phải, nhưng mà nằm nghĩ nó cũng không yên. Vâng. Giống như người là buộc mình ấy, không thể tự do được. Vâng. Ngồi cũng vậy, ngồi thì nó ê ẩm hết người mà cứ quay đi quay lại cho nên cho nó thoải mái một tí. Chứ còn lúc đã muốn nằm á thì là đúng phải sắp xếp là sao. Nằm im một nơi, nằm im một bề, không có cửa tự do được. Cho nên lắm bữa con cứ nghĩ nằm rồi suy nghĩ mãi làm sao mà mình muốn chở mình một cái để làm sao cho nó chở được. Là phải cố gắng đó. Để tạo để làm. Thế như lúc kia một kia ngủ cho làm thế này thì con thì nói chung là lăn nóc thế nào cũng được thôi. Nhưng mà có cái bây giờ nó thế này cũng phải chịu. Thế ở dưới viện thì con cũng nói bảo bác sĩ bảo bây giờ nó ổn định thì có đưa trở lại cho nó gọn cho tôi để tôi còn đi lại được, cái không bác sĩ bảo thì nó cũng khó khăn lắm. Bởi vì bố thì các ông không chịu được nữa đâu. Bác sĩ cũng nói thế. Thế bảo thế thì biết làm sao được. Bây giờ ý của tôi muốn cho nó gọn, nhưng mà giờ bệnh tật của mình nó thế này thì biết làm sao. Thôi cứ lạc quan lên ông nhá. Khổ từ sướng rồi, bây giờ khổ thêm tí nữa thì ông chắc chắn là ông cũng có cái kinh nghiệm để mà trải qua cái sự khổ đau thì xin ông cứ lạc quan lên nhé. Con cũng nghĩ lắm rồi. Thôi bây giờ biết làm sao được, mình thì cứ tự an ủi bản thân thôi. Vâng. Biết làm sao được, vì bệnh tật thì phải như thế bây giờ. Con lắm bữa con cũng nghĩ là thôi chả còn trẻ trung gì nữa đâu, mà cũng lo làm gì. Cũng được cái tầm tuổi này là được rồi. Ông năm nay bao nhiêu? Con năm nay 66 rồi chả. 66 đang còn trẻ lắm. Vâng. Sơ này, ông biết không? Đây là cha Thường đang nói chuyện với ông nhá. Rồi đây là sơ Phan Thị Lệ đó, Anna Phan Thị Lệ. Sơ làm việc trong miền Nam cho Caritas Việt Nam. Bây giờ hôm nay sơ ra Thanh Hóa thì dẫn sơ đến đây để thăm ông nhá. Thì sơ nãy giờ sơ thấy cái tình cảnh của ông Bùi Văn gì nhỉ? Bùi Văn Sự. Như vậy đó, sơ thấy như thế nào? Thật sự khi con vô thấy mà thấy cái điều kiện của anh như vậy thì thấy rất là thương. Tại vì đáng lý cái vết thương đó là phải được chăm sóc, nó phải có những cái dụng cụ về y khoa phù hợp chăm sóc nó được khỏi bị nhiễm trùng á. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của anh mà 3 tháng rồi chưa đi tái khám. Vậy à? Đó, thành ra là thấy rất là thương. Để con mà nhưng mà đằng khác thì con lại thấy là nơi anh á, thấy anh có một cái nghị lực rất là lớn. Nó thể hiện qua cái nét mặt của anh rất là bình an, không có tỏ ra cau có hay là mệt mỏi hay là căng thẳng, mà nó nói nó toát lên một cái sự bình an. Con nghĩ trong đó nó cũng có cái lòng phó thác ở trong đó. Tuy nhiên là với cái sức con người thì con nghĩ không thể làm được đâu. Nhưng mà chắc phải có ơn của Chúa, và nhất là cần cái sự hỗ trợ của những người thân, của những người quen, và nhất là các ân nhân để anh có một cái điều kiện chăm sóc tốt hơn. Mặc dù là anh rất là nghị lực, nhưng mà cái vết thương thì nó cần phải được chăm sóc. Nó thì con nghĩ như vậy thấy rất là thấy rất là thương. Cũng các sơ cũng thấy cũng cảm ơn anh đó. Khi mà đến thăm anh như vậy, các sơ cũng nhận được một cái quà gì đó rất là quý hóa từ nơi anh, từ cái nghị lực vươn lên, từ cái thái độ mình chấp nhận cái mình, cái gì mình đang phải trải qua đây, chấp nhận nó để sống chung với nó. Đó thì sơ hy vọng là thời gian sắp tới, qua cái trung gian của những người mình quen biết, qua cái sự chăm sóc của cô Thủy, của cha, thì anh có thể có được những người ân nhân để hỗ trợ anh trong cái giai đoạn khó khăn này cha ha. Cảm ơn sơ đã có những cái lời động viên gửi đến ông sư. Thì hôm nay thì cha này, sơ Lệ này, hai sơ dòng mến này nhá, dòng mến đánh giá sơ Nhiệm, sơ Hường, chị Thủy đã đến thăm ông nhá.
thì trước hết là có thùng mì nha. Thùng mì đây là của cô Hồng Kông, Hồng Kông Nail Supply bên Minnesota gửi cho ông nha. Với lại ở đây là có 5 triệu đồng để gửi cho ông để ông từ từ. Đấy, đây là 5 triệu đồng của các ân nhân của Cài Sát Thanh Hóa gửi cho ông nhá. Vâng. 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 5 triệu đồng ở đây là tiền của ông của anh chị Phan Trọng Đức với lại anh chị em thân hữu ở Toronto qua trung gian của anh Phạm Đức Thạc ở bên Canada nhé. Rồi là của anh Cường Lê, không biết Cường Lê hay Cường Lê, không có dấu chắc cũng không có biết được. Rồi là của các ân nhân bên Na Uy nhé, các ân nhân bên Na Uy và có Hồng Kông, Hồng Kông Nail Supply nhé, gửi cho anh 5 triệu đồng với lại sơ cũng chuyển lời của cảm ơn của con đến của các người đã hỗ trợ và giúp đỡ con. Vâng, thì thấy được cái hoàn cảnh vào ngay từ nhỏ tàn tật như vậy, hai cái chân teo tóp không có đứng lên để mà đi được, cứ phải lê lết trong cuộc đời như vậy, mà bây giờ này tuổi cao sức yếu lại thêm cái ung thư nữa, thì đó là một cái mà quá là nặng nề đối với ông. Nhưng mà nhìn cái khuôn mặt của ông nó toát lên, giống như sư lệ nói, nó toát lên cái sự bình an đó, sự bình thản, mình dám chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa, để rồi mình vác thánh giá theo chân Chúa. Thì ông là người Công giáo thì ông hãy nhìn lên thánh giá của Chúa mỗi ngày nhé, để rồi học lấy cái gương nơi Chúa đó. Chúa cũng phải chịu đau khổ, chịu vác thánh giá, chịu chết để mà đền tội thay cho con người của chúng ta. Thì ông chịu đựng những cái đau đớn nơi thể xác như vậy, đó là ông đang kết hợp với mầu nhiệm thập giá của Chúa, kết hợp với những đau khổ của Chúa, thì chắc chắn phần thưởng của ông rất là bội hậu trên nước trời nhá. Rồi vâng, chúc cho ông luôn được nhiều sức khỏe, nhiều ơn lành của Chúa để ông can đảm để bước đi theo Chúa nhé. Rồi cảm ơn tất cả các ân nhân của Cà Thát Sinh Hóa đã luôn luôn đồng hành cùng với Cà Thát Sinh Hóa để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, và cụ thể là hôm nay giúp đỡ cho anh Bùi Văn Sự. Xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân.